Cần Thơ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, những cái ngày nắng nóng cao độ khó chịu. Đây là video về Like Cali Lainet. Ở phần trước thì mình đào về, còn phần 2 này thì mình sẽ cài. Ở phần đầu video bạn thấy mình đang tạo một cái đĩa cài Lainet mà mình làm trực tiếp trên máy máy tính luôn, mà mình không có sử dụng máy ảo mà. Nhà có điều kiện nha, cứ chơi thôi ha. Không biết làm sao mình lấy ổ SSD mình cài, phải vô chọn nét nét thấy cũng khá đơn giản mà biết làm sao ha. Lần đầu tiên làm chuyện ấy, lần đầu tiên cài Linux, Kali Linux bản nó khá lớn này. Thì làm cái đĩa USB cài thì cũng đơn giản như mấy cái bên kia thôi bạn, chỉ cần có file email là được ha. Nãy giờ mình làm cái kiểu này sao cài nét thì nét hoài nó bị trục trặc ta. Cài nó bắt đặt IP ha, nó đây nó có từ bước rồi bạn. Hình như là khi nào mà mình lỗi mình có thể trở lại cái bước trước ha. Cái này cũng khá hay mà không biết nó ra giống gì đây ha. Cứ chạy thôi, mình đang sử dụng cái ổ SSD 120 GB, không biết được không các bạn. Thấy vẫn cứ chạy thôi mà thấy này nó qua nhiều bước, thấy thiết lập nhưng mà không quen, chưa có quen, không biết cái sụt này cài được không chứ. Còn cái máy mình đang cài thì máy có cấu hình thấp Men H61 con i3 thế hệ thứ ba, RAM gắn 2 cây 8 GB, ổ cứng SSD 120 GB. Tới cái lúc ra đặt password cho máy tính nè ha. Hy vọng là nó thuận thuận lợi ha. Nghiên cứu giật phá chơi chứ cái còn cái để học tập nghiên cứu thì bạn thời còn đi học sinh viên bạn làm được, còn dạng già như mình đi làm cơm áo gạo tiền tối ngày công việc nó lu bu lu quay quay, cái nghiên cứu mấy cái này nó mất thời gian lắm. Ai mà biết biết mà có kinh nghiệm hướng dẫn báo lỗi gì nữa đây, lỗi rồi đó bạn, biết lỗi gì này. Chỉnh tới chỉnh lui, thường nếu mà thuận tiện thì thấy trên mấy cái video, mấy trên video phải video mà trên cái trang của Kali Linux.org người ta hướng dẫn, thấy hình chụp thấy cũng khá đơn giản, còn vô làm thực tế thì nó không giống như vậy. Không biết khi do mình tạo cái đĩa cái bảng này không chuẩn hay là do cái máy tính nữa. Thì mình nói nghiên cứu mới là mới mới, mà có bạn nào nó có kinh nghiệm làm rồi nó làm là thì nhanh ha, cỡ như mình thấy lúc phần chọn ổ cứng là bạn mình chọn ở đây có hai ổ, một ổ SSD với ổ cái USB, thì mình chọn ổ SSD của mình. Báo lỗi lỗi gì mà thường mà bom win mà cài win mà báo lỗi kiểu này mà mình chắc không chạy được đâu bạn. Chọn phân dùng, chọn gì đó không biết ổ cứng là cái vấn đề gì không, nó cho mình ignore bỏ qua, mình chọn lại chỗ này hoài vậy không biết mình. Ổ primary 120 GB mà tới giờ lưu nãy giờ mấy khúc này chưa được, nãy giờ nó dướng cái chỗ chọn cái ổ đĩa chỗ này mà mình không hiểu sao đó ha, biết cái vấn đề gì không. Ổ tích D này rồi các bạn mình bỏ thử, mình lấy ổ ổ HDD đi à, rồi ha, mình bỏ ổ tích D 120 GB ra, giờ mình chơi cái ổ HDD 500 GB rồi. Ổ này còn ngon lành ha, ngon lành cành đào, mình thử ha, làm lại các bước cái thử nó sao à. Thường thì già như mình thì hay làm biến, biến đọc với những sử dụng trước khi dùng lắm, cứ vô chơi thôi. Đó, chạy bước chạy giống như đĩa SSD thôi ha,
cứ chọn theo mặt định. Đó, 400 GB đó, cứ nét thôi. Dít. Nó bao lỗi gì không, nó có bao lỗi, có bao lỗi thì tính tiếp thôi. Nếu mà không báo lỗi thì có thể là cái sụt này mình cài được, cái cũng khá ổn. Còn cái lỗi chắc do thấy định dạng của cái ổ SSD của mình mà ổ mới mà mình thấy. Xong bạn rồi, chạy vô ha, cập nhật ha, mình đang ghi mạng như vậy, mình đang ghi mạng vô ha, nó đang cài những phần mềm đó, mình đang ghi mạng vô ha. Thôi đi về rước con các bạn, bỏ đại ha, sáng mai tính ha. Chứ thấy nãy giờ chạy kiểu này đâu khoảng nửa tiếng hồ, khá lâu. Thôi mình sẽ bỏ luôn ha, bỏ đây đi, bỏ chạy đi về, sáng mai rồi đi vô thử cái nó sao ha. Rồi đây là buổi sáng ha, nó báo khai cài xong, nhấn khởi động lại. Rồi màn hình tới thui vô giao diện dot tới đó, nhảy nhảy hoài bạn. Cả buổi trời đứng nha, không vô được Windows, không vô được kêu Kali Linux. Bây giờ mình nhét cái USB, cho đẩy USB boot vô mình set up tiêu thử. Thử mọi cách chứ đó giờ cũng chưa có kinh nghiệm làm cái này. Đây mình đang sử dụng đĩa boot. Vô mình up tiêu cái phần dùng ổ đĩa mới cài Kali Linux, khởi động lại. Kết quả vẫn như vậy các bạn ha. Khởi động tới đây nó không vô được cái Win Kali Linux ha. Bạn coi nè, ổ cứng không chớp luôn ha.